Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Mình mới xuống dưới cái máy farm sắt để mình lấy sắt lên cái đã. Công việc hàng ngày, ghé vô máy farm sắt để lấy sắt lên, để cất vô kho ha. Lần này thì cũng được khá là nhiều nè. Nói chung thì cái máy farm này áp ca càng lâu thì mình sẽ được càng nhiều sắt ha. Rồi, cất sắt vô trong đi. Kim cương thì mình còn đúng một viên thôi. Hôm qua mình đầu tư hết vô việc làm cúp rồi. Thành thử ra chắc mình phải gỡ kim cương lại bằng một chuyến đi mai. Thật là may mắn mới được. Nhưng mà bây giờ trời hơi tối rồi, nên mình phải đi ngủ ha. Sáng thức dậy rồi mình hẳn đi tìm một cái nơi nào đó để mình đào mỏ thôi. Và trước khi đi đào thì mình cần phải làm hai chuyện. Thứ nhất là sửa cái cung lại, tại vì cái cung mình nó nát rồi. Hôm qua chống lại cướp dân làng dữ quá, thành thử ra cái khiên nát bấy luôn. Rồi, mình sẽ làm thêm que ha. Làm que. Rồi làm một cây cung. Để một xíu mình sửa nó lại. Rồi còn cây cúp thì mình sẽ ghép một cây cúp hiệu suất lại với một cái cây cúp gia tài, để nó vừa có gia tài và vừa có hiệu suất ha. Lúc đó thì mình đào nó mới nhanh được. Rồi ba cua. Cẩn thận không thôi là hư lúa nha. Lúa xây. Ôi, lúa trồng xong rồi giờ ha. Đi phải né né ra không thôi, hư lúa thì nhìn xấu lắm. Rồi, vô trong và mình bắt đầu sửa lại thôi. Ủa? Mình chưa có làm cái né. Oh no. Muốn sửa nhưng mà không có cái đe thì làm sao mà sửa được. Quên mất ta. Bảo sao mình thấy thiếu thiếu cái gì. Rồi vô trong gom sắt làm một chút đe coi. Chắc mình phải đem sắt bớt qua bên cái nhà cường hóa quá, để nhiều khi mình cần á. Sắt với gỗ mình sẽ đem qua một xíu ha. Một số trường hợp thì mình cần ở bên bển thì mình sẽ dùng ở bển luôn, không cần phải chạy về nhà nữa. Rồi, giờ thì đủ đồ đó, lên đó và tiến hành sửa lại thôi. Và cái cung thì chắc mình sẽ kiểu như là cường hóa thêm một lần nữa coi coi nó còn dòng gì khác tốt tốt hơn hay không ha. Rồi cất bớt vô rương này, sắt nè, gỗ nè. Xong. Ôi khúc này còn ở bàn chế tạo mình để trên hay sao á. Bên đây còn chưa có bàn chế tạo luôn. Xây nhà xong nó thiếu thốn đủ bề hết. Chết luôn rồi, xây cái nhà xong mà thiếu tùm lum là chết rồi. Bàn chế tạo đặt ở góc nào cho đẹp đây. Góc này nó ít có bị vướng víu nè. Rồi, ba khối sắt. Một cái đe. Xong, cái đe thì mình sẽ để vô trong này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cường hóa cái cung rồi. Cung mới coi, cung hiện tại của mình đó là có sức mạnh nè. Bật lùi, vô hạn, nó còn thiếu chậm hỏng. Mình đang cần dùng chậm hỏng. Rồi, luôn có luôn. Y như đúc luôn á. Giờ thì mình có thể ghép lại hai cái cung này với nhau rồi. Đây, ghép vô. Này. Ồ, 16 cấp. Như vậy thì 8 cấp nó sẽ tiết kiệm hơn á. Cung xịn. Đấy, mình đặt cái tên đúng luôn ha, cung xịn. Rồi, xong phim. Cung xịn đã xong rồi, giờ tới cây cúp nè. Cây cúp thì mình sẽ sửa lại bằng cách này luôn ha. Nó sẽ tốn có 6 cấp ha. Khá là rẻ luôn. Rồi, cái này cũng là cúp xịn ha. Đây là cây cúp gia tài á. Cúp xịn. Xong. Còn cây cúp hiện tại, cây cúp hiệu suất chậm hỏng thì chắc mình cất ở nhà không ta? Không. Cúp hiệu suất chậm hỏng mình sẽ đào mấy cái quặng bình thường. Còn cúp xịn thì mình mới dành riêng cho cái việc đào kim cương ha. Vậy thì cũng hợp lý. Còn cái khiên của mình á, hình như mình có thể ghép nó lại như vậy. Đó, để tạo thành một cái khiên cướp dân làng. cũng hay. Nhìn khá là đẹp ha. Rồi xong phim, mọi thứ đều đã ok hết rồi. Giờ thì lên đường thôi. Trước khi lên đường thì ghé qua cái chỗ farm gà của mình coi coi nó có thêm thịt gà chưa. Mang theo. Nó có thêm miếng thịt gà nè. Mang theo ăn ha. Sẵn tiện thăm mấy em cù bò các thứ coi. Mình trang trí bằng những cái cửa sập này á. Mấy cái con vật cứ trèo trèo lên như vậy nè. Đó thấy chưa. Kiểu muốn đi vô lắm hay sao á. Muốn vô lắm hay gì bé ngựa. Đó mình lại cái lại chạy xuống. Không hiểu luôn á. Thôi giờ thì đi đào mỏ nè. Hôm nay quyết tâm nha. Phải đủ kim cương để mang về. Làm vui một cái set đồ kim cương mặc cho nó đẹp trai nha.
Mục tiêu đó, đặt mục tiêu ra rồi. Giờ thì coi coi có thực hiện được hay không nè. Wow, dưới này nó có một cái chỗ rất là sâu luôn nè. Để mình chơi cầu tuột xuống cái đã. Ôi da, trời ơi. Chút xíu nữa là đi đai luôn rồi. Tuột xích đấy là tuột đi khỏi cái map luôn rồi đó. Ôi giời ơi. Dưới này nó còn có khu mỏ nữa. Đây là một cái hang rất là rộng luôn. Nó còn có cái gì sáng sáng kia kìa. Ê, kim cương. Yay, I see you. Mới xuống đây gặp kim cương rồi. Chưa, khoan. Từ từ. Kiểm tra ở phía trên trước đã. Mình nghe tiếng slam đâu ở bên đây nữa nè. Vì là cái hang này rộng lắm. Được thật sự. À mà quên, bây giờ mình có máy farm sắt rồi, không đào sắt nữa. Bay. Thôi quen. Giờ đào đồng thì đào thôi, chứ sắt thì chắc không cần đào đâu. Con xương này làm gì? Định làm gì? Ao, không kịp. Người định làm gì? Đi ra chỗ khác đi. Có Enderman nữa kìa. Mình thì cần ngọc Ender. Vô, lại đây baby. Ăn vô cái đã. Là mình chơi với nó luôn. Sợ gì? Bây giờ mình có đồ xịn rồi mà. Sợ gì? Chơi luôn. Trời, nó quýnh mình ha. Sắp mặt luôn á. Nó hung quá. Rồi, giờ thì đào đồng tiếp thôi. Bây giờ có gia tài rồi, đào đồng đã lắm. Đào được quá trời đồng luôn. Hồi nãy mình thấy ở dưới nó có cái đốm sáng sáng, không biết là cái đốm gì nữa. Hồi xuống dưới luôn đi. Mình cũng hơi tò mò về cái hang ở phía dưới rồi đó. Cái khúc trên này thì có dịp thì mình sẽ quay trở lại khám phá sau ha. Tại vì mình nghĩ là nếu mình xuống dưới xong là một hồi mình chỉ ở dưới thôi á, chắc ít khi đi lên lắm. Ê, ở dưới còn thêm một chỗ kim cương khác nữa kìa. Cái hang này được thiệt sự. Nó có gì đây? Túi mực phát sáng. À, vậy là cái đốm sáng sáng đó chắc là những cái con mực phát sáng kìa. Ờ, à, nó đó. Tưởng đâu con gì không chứ. Wow, đông thế. Đông thế. Cần hết luôn. Ui, dưới này quá trời mực luôn kìa. Thôi, để mình qua bển mình tập trung chuyện môn mình. Lấy kim cương đi ha. Nhưng mà dưới này nó khá là nhiều quái luôn. Nên thành tử ra đi nó cũng hơi sợ một xíu. Nhưng mà mình thích cả khi Enderman thôi. Vô đây. Quýnh Enderman luôn. Bữa nay mình hơi bị chiến. Nó dịch chuyển. Dịch chuyển nè. Mình cứ farm ngọc Ender đi ha. Có dịp thì mình lại cần dùng đến nó nữa đó. Wow. Đánh nhanh cũng gọn, lấy kim cương xong chuồn. Có hai quặng thôi. No. Bia. Bắn đầu á. Mấy con này được nước làm tới. Thấy mình không bắn nó, cái nó bắn mình hoài kìa. Láo tét thật. Ta không bắn không phải là ta bắn không lại các ngươi đâu. Ta thương các ngươi đấy. Con này chưa chết. Con này chưa chết. Không muốn sát sanh rồi mà nó cứ ép mình thôi. Và hai quặng thì nó sẽ cho mình 4 viên ha. Nói chung thì cũng tốt. Gấp đôi luôn rồi. Coi còn kim cương nào ở đây không nha. Ủa, này cũng có cái đường đi nữa nè. Thôi qua bên kia tập trung lấy cái nốt cái quặng còn lại đã. Để hồi quên. Nói là làm liền đi. Đã thân thì hay quên mà cứ trì hoãn là một hồi quên nữa đó. Rồi lượm mấy cái túi mật phát sáng này về dùng luôn ha. Bắn đâu á. Rồi. Hốp thôi. Đâu rồi, kim cương đâu rồi? Hồi nãy mới thấy đi mà. Đây, nó bên đây. Chuẩn bị. Để coi mấy viên đi nha. Hồi nãy là 4 rồi. Giờ là 6, tức là nó được 2 viên. Cũng tốt. Gấp đôi là được, nói chung chỉ cần có cho thêm kim cương là quý lắm rồi. Và mình sẽ farm thêm mực phát sáng á. Lấy túi mực phát sáng luôn. Đó, được 11 túi luôn rồi nè. Cái hàng này có lý đấy. Đó.
chắc mình phải xuống dưới thêm một lần nữa. Ở đây là một nơi sâu hơn rồi nè. Và hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 49 rồi. Wow, khá là sâu đó. Và dưới này nó sẽ có rất là nhiều redstone đó. Tại vì hình như redstone nó sẽ xuất hiện khá là nhiều ở những tầng mà thấp thấp giống như vậy nè. Thì mình sẽ tranh thủ mình farm luôn. Nhỏ 11 mà có làm máy móc gì đó, mình sẽ không có bị thiếu cái nguồn redstone ha. Rồi, tiêu diệt con xương này. Ủa con con Reaper này. Gặp con xương riết bị liệu luôn. Rồi, farm tiếp. Trong lúc mà không có kim cương thì mình sẽ farm redstone đỡ buồn ha. Wow, 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 wow. Đi ra đi. Đi ra chỗ khác đi. Rồi, lấy nốt chỗ này rồi mình sẽ đi về hướng cái khu mỏ bỏ hoang á. Hồi nãy mình thấy đầu bên kia nó có một cái khu mỏ bỏ hoang. Được bao nhiêu redstone à? Wow, cũng nhiều rồi đó. Dưới này thì hết kim cương rồi. Trong đó nó còn đường đi kìa. Để mình giết trước mấy con xương này cái đã. Kéo nó cản đường đi mình á. Ôi, nó kéo binh đoàn zoom bay xuống kìa. Trời ơi, nó không sợ đâu cao. Trời ơi, gì đâu, động lực nào mà giúp các người vượt qua nỗi sợ độ cao vậy? Nó nhảy từ trên đó xuống nó kiếm mình à. Sợ thiệt. Cái này lại qua bên kia được luôn. Tiện vậy. Ê, mình mới thấy cái gì đúng không? Ủa, con zombie hả? Tương đồ kim cương chứ. Ok. Nhìn đi rang luôn. Trời ơi, bịp thiệt. Tác hại của việc khát khao đào kim cương. Nhìn con zombie ra con kim cương, ra viên kim cương à. Bó tay thiệt chứ. Rồi không sao, kiểu gì thì khúc này cũng sẽ có kim cương thôi. Quan trọng là nó nằm ở đâu thì không biết. cái hang này hết đường rồi hả? Ờ, nó hết đường rồi. No, sao mau hết vậy? Chưa gặp viên kim cương nào mà. Ủa, chưa gặp kim cương mà đã hết đường đi rồi. Su cà na ghê. Rồi, trèo lên. Bên đây còn gì không? Trời ơi, bên đây là một cái hang cùng luôn á. Sợ thiệt. Rồi đó, chắc là nó muốn mình lên khám phá khu mỏ rồi. Thôi, muốn thì tôi chịu, đi lên thôi, có ở đâu mà căng. Ủa, có redstone. Đào thêm, đào thêm. Kiếm thêm, kiếm thêm. Úi, nè. Nhờ đào redstone mà phát hiện ở đây có được kim cương. Hợp con nhà bà Lý luôn. Được mấy viên vậy? Ồ, có một viên à. Một quặng à. Hồi nãy là nhiêu ta? 6 à. Ồ, 8. Vậy là lại được ít 2. Trời ơi, quá là hên luôn. 8 viên rồi đó, được cái áo rồi đó. Đây nữa nè. Đây nè, mấy viên đây. Ồ, 2 quặng, 3 quặng. Yeah, 4 quặng luôn. Điều nãy là 8 rồi đúng không? Mình sẽ đào hết đi. Ồ, 5 quặng lận. Ơ, vậy là cái này kim cương cặp rồi. 6 quặng, 7 quặng, 8 quặng, 9 quặng. Wow, cái quặng kim cương khổng lồ. 9 quặng nằm kế bên luôn. Và hồi nãy là 8 đúng không? Giờ là 22. 14 viên. Được thật sự. Hướng này đang hên, hướng này đang hên. Đi tiếp, đi tiếp. Kim cương, kim cương. Được nhiêu rồi? 22 viên là dư rồi. Dư để full set đồ rồi. Tại vì mình có cái nón sẵn rồi. Yeah. Hoàn thành mục tiêu rồi các bạn à. Chuyến đi mai may mắn. Ê, có hướng mới, có hướng mới. Một lối đi mới. Lối đi mới này có khá là nhiều redstone luôn nè. Được đó nha. Redstone thì một tí chắc mình... Ủa, mình không có đem gõ hả? Rồi xong luôn. Rồi sao stack nó lại? Chứ không thôi để như vậy thì nó sẽ rất là choáng chỗ luôn. Coi nè, 3 stack rồi, mình gom lại chắc tầm mấy khối hả? Nó sẽ có nhiều diện tích hơn. Rồi rồi, mình đã bắt đầu thấy cái chỗ khu mỏ lại rồi. Nên an tâm rồi ha. Giờ thì khám phá cho kỹ từng ngóc ngách luôn đi. Đã xuống dưới hang lòng đất rồi đó, là phải kiểm tra từng ngóc nha. Những cái... mọi góc đều có khả năng xuất hiện kim cương mà.
Rồi nè, như vậy là không có nè. Khu mỏ này không biết có cái xe mỏ nào không nha. Chứ lần trước mình khám phá khu mỏ nó bự thì bự thiệt đó, mà nó không có cái xe mỏ nữa đó, không hiểu luôn. Bự to đùng mà không có cái xe mỏ. Rồi, tới nơi. Có nên thăm ngàn mấy cái đường ray này nữa không trời? Hôm bữa mới lấy một lần rồi, thôi lấy tiếp đi. Đấy, có gì có dịp thì mình dùng ha. Đây là đồ free mà, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. À, quên, không đào sắt nữa. Giờ mình có sắt rồi, máy farm sắt rồi. Bệnh nghề nghiệp. Ở hướng này hết đi rồi. Chắc lên tầng trên đi. Wow. Một hướng đi khác nữa nè. Lại đường cùng. Bên đây thì nó dẫn qua tới cái chỗ ban công rồi. Lên trên tiếp. Miễn còn trong khu mỏ là cứ lên trên thôi ha. Trên này thì nó hơi cao rồi nè. Trên này là tầng thứ 8 rồi. Hồi xưa là tầng thứ 8 là sâu lắm rồi đúng không? Còn bây giờ tầng thứ 8 là nó vẫn còn cao lắm. Ồ, cái quặng đồng, tưởng đâu quặng kim cương chứ. Nhìn me mé cứ tưởng kim cương. Bên đây còn đường đi nè, xuống coi thử coi. Có quái. Hình như có cái động bàn tơ đây. Đây, chính xác rồi, có cái chỗ spawner của con nhện hay sao á. Nó mới có nhiều tơ nhện như vậy. Chính xác rồi. Thôi, dùng chậm nhện nó quýnh mình mệt nữa. Quýnh mình chạm kịp á. Nhện độc ấy, không giỡn đâu. Giỡn như con đó mệt lắm. Vậy là hướng này đã xong rồi nè. Ồ, có dâm bạch. Thủ tiêu nó. Lấy thêm mấy cái đường ray nữa ha. Sao bây giờ kiếm cái xe mỏ trong khu mỏ khó quá à. Thiệt luôn á. Ây da, trời ơi, ấn nhầm rồi. Thôi cất cái này vô đi, để hồi hồi ấn nhầm nữa. Mất hết một cái ngọc Ender luôn. Su cà na thiệt. Bây giờ mình đã trở về rồi. Và lần này hết nghèo kim cương rồi nha. Có vốn làm ăn rồi. 23 viên tổng cộng. Mấy cái redstone các thứ chắc mình phải nén bớt. Hợp lý. Nén cho nó gọn gàng, kho đồ lại cái đi. Chứ bây giờ kho đồ mình quá trời, nó bừa bộn mà. Nè, mấy cái đồ farm quái các thứ rơi ra nè, cất vô bớt. Đường ray, đường rủng cũng cất vô luôn. Rồi, và sắt mình cũng phải nén luôn. Tại vì sắt mà để những cái phôi này thì nó rất là chật ha. Đó, nén được cả đống khói luôn rồi nè. Để công sức farm sắt hổng ra, AFK farm sắt. Rồi, và mình sẽ nung thêm mấy cái vàng, đồng các thứ này ra ha. Còn cái đồng này chắc mình để vô cái gương nào trời, gương này được không? Ừ, đồng, cái bây giờ nó làm được cái này nè, hay lắm. Hồi sớm mình mới search công thức ra nè. Nè. Cột thu lôi, trời ơi. Cái này mà trời mưa hay gắn cái này vô mà đứng cái bên chắc là mình bị chết cháy luôn. Mà cái này nói chung trang trí đẹp á. Mình thử coi, mình mượn cái đuốc. Để xuống. Lấy cái đuốc mình gắn lên. Nó cũng đẹp á, cái này làm vật trang trí cũng hợp lý lắm. Được. Có một cái thứ để giúp mình trang trí trong thời gian sắp tới rồi. Phải, cái này mình biết sớm á, là mình trang trí mấy cái trang trại nè. Rồi cái nhà cường hóa mình bằng những cái cột thu lôi đó rồi. Nhìn hơi bị đẹp luôn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ... cái này đang nung hả? Cho nó nung đi. Cái này cho nó nung sắt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài làm một cái người nông dân chăm chỉ ha. Mình sẽ thu hoạch những cái mía này. Đấy. Để mình một xíu mình qua làng á, mình kiếm cái bác dân làng thủ thư. Hoặc là nếu mà làng không có thì mình sẽ tạo một cái bác dân làng học nghề thủ thư ha. Để mình có thể kiểu như là trao đổi những quyển sách cường hóa. Và mình mong muốn có được một quyển sách sửa chữa trong thời gian này luôn. Không biết có được hay không nữa. Để qua đó rồi tính tiếp ha. Và để cho chắc cú thì mình sẽ làm trước cái giá để sách đúng không ta? Hình như tên gọi của nó là giá để sách đó. Đây, rất là nhiều mía theo nè. Rồi, mình sẽ làm ra giấy.
lượm một miếng da bò làm cái cuốn sách. À nhưng mà khoan, hình như cái đó nó cần tới ba kệ sách lận, chứ không phải là một kệ sách tức là ba cuốn sách, chứ không phải là một cuốn sách thì phải. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử một kệ sách luôn nha. Mình cần thêm gỗ. Đây. Rồi làm kệ sách nè. Nó mở ra công suất cái giá để sách chưa? Đây 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 đây, bục để sách, nó là cái bục nha, cái bục mới đúng. Rồi đúng tên mới chịu. Ui là trời. Mình dùng gỗ này luôn đi, mình có nhiều mà. Rồi đủ rồi nè. Đó, có được bục để sách rồi. Bây giờ thì sách cái này qua bên ngôi làng và làm công chuyện thôi. Mình còn ngọc lục bảo không ta? Hình như không. Hôm qua sạch túi. Trao đổi với cái bác thương nhân á, sạch túi luôn, không còn một xu dính túi luôn á. Khổ thiệt chứ. Ừ, trước khi đi thì để coi máy phong sắc mình hoạt động tới đâu rồi. Ôi nó không có lót ra tới, thành thử ra nó không có được nhiều á. Mới được có 20. Chắc nó lót được mới đây thôi, lúc mà mình về nhà. Ủa nhưng mà ví dụ mình ghé làng ban đêm thì có bị kỳ quá không? Tại ban đêm giờ người ta ngủ mà tự nhiên mình ghé làng nhờ. Mấy anh golem này hơn là mấy anh hiền đã, gặp mấy anh nào mà nóng nóng chắc quýnh mình không trượt phát nào rồi. Đi hôm mà đi kiếm người ta. Thôi đi ngủ ké một bữa đi. Ngủ ké chắc không sao đâu. Rồi sáng nó dậy hẳn kiếm một bác nào dạy nghề ha. Bác nào tắt nghiệp là cho có nghề liền. Ôi sao ngôi làng ngày càng thưa thớt rồi ta. Có bác nào bỏ xứ ra đi không vậy? Ui hai bác này làm nghề gì đây? Làm đồ da. Bác nào giả bộ tắt nghiệp bữa đi, dạy nghề cho. À chắc tại mấy cái chậu này nè. Cho bác thất nghiệp luôn. Bác nào thất nghiệp? Đây. Bác này thất nghiệp rồi. Nice. Bác thất nghiệp đúng không? Bây giờ bác vô nhà đây chỉ cho bác cái nghề này, hơi bị xịn luôn. Vô nhà. Vô nhà đi. Thất nghiệp rồi vô nhà đi. Đừng đi ra ngoài. Vô nhà đi. Ok. Nè vô đây học nghề đi. Ừ đúng rồi. Ok. Sao đây? Không được, bác không được học nghề này. Bác hãy thất nghiệp đi. Ui bây giờ kiếm dân làng thất nghiệp khó nhờ. Ngôi làng này chăm chỉ thế. Thật luôn. Ngôi làng đúng chăm chỉ luôn. Ô, rồi bác này tẩu thoát rồi. Mình sẽ cho ngôi làng này thất nghiệp hết luôn. Nè bác này thất nghiệp. Ý đúng rồi. Giỏi lắm bác ơi. Lửa. No. Không cần lửa. Mưa tên. No. Không phải mưa tên. No. Không phải hiệu sức. Bố bạn. No. Sửa chữa thôi. Cần sửa chữa thôi. Ôi, để mình coi, mình tính coi. Mình đổi. À không được. Đổi gì lỗ. Không được. Sửa chữa. Đặt xa quá những bác này không tiếp thu được. Sửa chữa thôi. Để mình ngồi đây mình áp cao để mình làm cái công chuyện này một xíu ha. Để coi mất khoảng bao lâu để có được một bác chân làng sửa chữa. Đây rồi. Yes. Tìm ra rồi. Đã thiệt, và lâu lâu á, cái bác dân làng này còn cho mình mấy cái quyển sách nữa nha. Hình như mình được người hùng của ngôi làng cái là được khuyến mãi hay sao á, được tặng đồ free luôn. Nhưng mà bác này bán tới giá 18 sách một cuốn. Ủa gì đúng không ta? Ủa một sách với 18 ngọc lục bảo hay là 18 sách ta? Lâu quá mình không nhớ nữa. Thôi bây giờ mình cứ về nhà trước đi. Ui, mở cửa. Ui, chưa. Cái nút đâu? Ôi không, mình dùng cái nút ở trong kia. No. Bác này là bác bán sách sửa chữa nên phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Nhà là phải có cửa sắt đàng hoàng. Rồi giờ về nhà để mình coi. Chưa, coi lại giao dịch. Dạ.
đổi sao? Ủa bộ bát này không có đổi ngọc lục bảo luôn á, không có gì đổi ra được ngọc lục bảo luôn. Vậy là một phải kiếm một cái bát nào đó đổi ra được ngọc lục bảo trước. Ừ, nông dân bát này đổi cà rốt lấy ngọc lục bảo, đất sét lấy ngọc lục bảo, có bát nào đổi lúa không? Ui không bát nào đổi lúa hết trơn vậy. Ê đấy, ủa bát này đổi giấy nè. Ở đây chắc không ai thấy mình đâu, ngồi đây góc này khuất rồi không ai thấy mình đâu. Dễ gì thấy được. Sao việc nghệ mình mà. Ôi giời. Rồi làm giấy thôi. Chén này giàu rồi. Bác ơi bán đổi ít giấy bác ơi. Ủa. Ủa lộn. Ủa cái bác kia đâu rồi? Ui ngủ gì bác ơi, ngủ sớm vậy. Thôi đổi xíu đi. Được 7 rồi. 10 rồi. 14 rồi. 15, 16. Mà mình cần tới 18 lận. A few moments later. Em hết luôn. Được ủa có 2 stack nè. Chứ từ nãy mình nấu ít quá. Tại gấp qua đây để đổi tiếp á. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho vô tiếp. 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, tổng cộng được 28 viên. Chuyện này đã rồi. Coi bác này có đổi tiếp nha không. Ồ, đổi tiếp bản đồ khám phá rừng sâu. Một cái là khám phá đại dương, một cái khám phá rừng sâu. Được vậy ta. Vậy thôi bác chổng luôn đi, không cho bác đi ra đâu. Ừ chổng đi. Ôi, giờ thì tới công chuyện nào. Mình lại đằng kia để coi đổi đủ chứ nha. Hình như là một ngọc lục bảo. Ôi gì, một sách với 18 ngọc lục bảo thì phải. Chứ không phải là 18 sách và một ngọc lục bảo đâu. Nó đó, 18 thôi. Ôi, rồi mình hết cái. Ôi no. Trời ơi, hết. Hết mã giảm giá rồi. Lần này mà ha không đổi được nữa là giận luôn á. Đâu rồi bán dân lại thôi. Đổi từ xa gì đi cho chắc. Ô lộn. Đổi ra ngọc lục bảo. 1, 2. Rồi 30 viên rồi đó. Đủ rồi đó. Còn này mình sẽ đổi kiếm thêm ha. Đổi kiếm thêm được nhiều kiếm. Rồi ok. Nói chung thì cũng ổn đây. 38 viên, vậy là còn dư ra 8 viên. Mình sẽ sử dụng nó trong một công chuyện khác á. Còn giờ trước mắt là mình đổi được một quyển sửa chữa trước đi. Khổ quá đi mà. Mệt thiệt sự. Rồi, bán cuốn sách sửa chữa bác ơi. Đây, cuốn sách sửa chữa đầu tiên của mình luôn á. Và mình sẽ ép vô cây cúp chậm mỏng hiệu suất nè. Tại vì đây là cây cúp chính á, mình dùng hàng ngày luôn. Nên mình cần phải cho nó sửa chữa sớm. Nếu không thôi nó hư thì mệt nữa. Còn cái cúp gia tài thì lâu lâu mình mới đào nên chắc nó lâu hơn lắm. Khỏi ép sửa chữa cũng được. Từ từ ép sao. Rồi giờ công việc kiếm sách sửa chữa đã xong rồi đó. Về tranh thủ dọn dẹp đồ lại cái nè. Các bạn thấy mình xách cả đống kim cương theo trên người là hiểu rồi ha. Chuẩn bị lên giáp kim cương thôi. Hôm gài mặt chấp xác. Sắt trắng chán chê rồi. Lên giáp kim cương sớm hay nào. Đây áo. Quần hôm bữa mất cái quần kim cương là quải chè đậu lắm ơi. Rồi full set đồ kim cương á, mặc vô trước đi. Đó, full giáp cảm giác nó sướng gì đâu ta ơi. Kim cương dư thì cho vô đây. Set giáp này là set giáp đồng hành cùng mình một thời gian rồi nè. Sẽ treo nó lên ha. Set giáp kỷ niệm. Còn bây giờ là công đoạn mà mình thích nhất, đó chính là ghép sửa chữa vào cái cây cúp chậm hỏng và hiệu suất của mình ha. Hay là mình giờ bây giờ mình xài chung một cây ta. Nên không? Mình ghép như vậy thì mình sẽ được một cây cúp kiểu như là hiệu suất 5, có chậm hỏng và có gia tài luôn. Phân vân quá. Nhưng mà nó sẽ rất là xứng đáng luôn á. Chơi luôn nha. Chơi lớn luôn, hiệu suất 5 là đào xịn nhất rồi đó. Hiệu suất 5 bây giờ là dòng enchant xịn nhất rồi.
Quất luôn, sợ gì? Giờ là thành cúp VIP, chứ không phải cúp xịn nữa. Cúp VIP. Cúp VIP bro. Phải vậy chứ. Cúp VIP bro, cho sửa chữa vào. Thành cúp Pro Max rồi đó. Ừ ha, cúp Pro Max, đúng. Cúp không đủ kinh nghiệm. Không đủ kinh nghiệm để sửa tên nữa. Ổ rồi, phải nãy đặt tên cúp Pro Max là hay rồi. Thôi kệ, cúp VIP Pro cũng được ha. Rồi, như vậy thì mình đã có được một cái cúp xịn sò con bò. Cái khiên thì không biết có cường hóa được không? Coi thử. À, khiên không cường hóa được. Rồi, đợi sau này mình có cuốn sách chậm hỏng á, mình ghép khiên cũng được. Không sao đâu. À, sẵn tiện mình sẽ ghé ngang cái chỗ nông trại của mình cho cù với bò ăn cái đã. Mấy nay dắt vô nhưng mà mình chưa có cho ăn á. Ở cho gà nữa ta. Hợp lý. Mình sẽ cho ăn một chút đi. Để cho cái trang trại mình nhìn nó xơm xơm chứ gà mình thấy có hai con nhìn lẻ loi quá. Bò nè. Bò nhân giống gà nhiều xíu. Tới cù. Rồi xong phép. Vậy là đẹp rồi đó, trang trại nhìn nó sơm sơm hơn rồi. Ủa? Ui rồi có khi nào ngựa mình đi ra hết không ta? Đi vô em ơi, vô. Ừ hé, mình quên nghĩ tới trường hợp này nữa. Tại vì mình muốn đi vô, đi ra tự do nên mình không có gào lại. Và như vậy thì những em ngựa có thể đi ra một cách thoải mái luôn. Ủa chắc ít hơn mình phải gào ở đây lại để thôi ngựa lỡ mà hưng hứng á. Cái đi đường này cái đi ra mắt bên kia là mất ngựa luôn á. Không có giỡn được. Chuyện gì giỡn được chứ chuyện này là giỡn không được đâu. Đi một lúc á thì mình thấy một cái cánh rừng đỏ đỏ này nè. Bích Linh hung dữ vậy, nó định cầm kiếm nó gượt mình à. Láo tét. Không thể chấp nhận được. Sẽ xuống đây để mình lấy một chút gỗ này về ha. Không biết mình lấy cái mầm cây nó về được không nữa. Cái này là gỗ đỏ thẫm. Wow. Cái gỗ này ví dụ mà mình cạo vỏ ra nhìn cũng đẹp lắm. Nè, cái màu nó khá là lạ ha. Được thật sự. Không biết cái này mình đào ra kiểu gì đây. Lấy cúp đào à? Hay là để cho nó tự rụng. Ồ, có mấy cái nấm này nữa nè. Nấm cây dị. Mấy cái này lấy về trang trí là hợp lý lắm á. Mình sẽ thử mình gán mình lấy một ít hộp giống nó về trồng ha. Ừ còn có những cái này là cái gì? Cái này nhìn giống cái đá phát sáng á. Nó là đèn nấm luôn. Wow. Chú đi ngủ cái mình tìm được cả đống đồ mà có thể mang về trang trí luôn á. Thích ghê. Rồi lấy thêm này đi. Ủa rồi sao lấy được cái hộp giống ta? Mà lấy cái cúp mình đào thì nó ra nguyên khói luôn. What the heck? Thiệt gì luôn hả? Rồi luôn, cái này không biết lấy cái mầm kiểu gì luôn. Trời. Mà trong đây nhiều bích linh lắm. Nên cũng hơi căng nha. Lâu lâu thì những cái vùng cát linh hồn sẽ có những cái khói xương này nè. Kiểu như dạng hóa thạch hay sao á. Cũng hay ha. Thôi thì sẵn tiện mình mang về nhà luôn. Đồ free mà không lấy thì hơi uổng. Ô gấp. Người à. Ồ và hôm bữa mình có lướt một comment chỉ mình là mình có thể dùng cái kiến này mà nhìn vô con gấp. Ồ. Nó mở cái một cái thành tựu kìa. Nhìn một con gát qua ống nhòm. Đó là bom bóng bay à. Trời ơi. Hay nhá. Vậy là mình được một cái thành tựu rồi. Xong thành tựu thì mình có thể tiễn nó đi rồi đó. Bye bye gát luôn nha. Rồi bây giờ mình giết gát xong rồi sẵn tiện mình tiêu diệt luôn Enderman đó ha. Qua đây nào. Ừ đúng rồi qua đây. Trên cát linh hồn mình không sợ đâu. Đi chậm lắm. Mình không sợ. Này thì Enderman nè. Ôi chỗ này có được một ngọc à. Sukana vậy. Phía bên kia còn rất là nhiều những cái chỗ xương nữa cơ. Trên đó, trên này nữa. Quá nhiều luôn á. Nhưng mà không có nổi một cái pháo đài địa ngục nào hết. Mình cũng chẳng hiểu nữa. Rồi gần tới à. Ồ lộn.
sẽ lộn ô nữa. Rồi, tới nơi luôn. Tuyệt vời. Ui da, táo vàng cường hóa. Ý, được nha. Xịn xịn xịn, sẵn sửa chữa luôn. Ui, một trái táo vàng cường hóa là khá là VIP rồi. Nhiều khi nó cứu được mình trong một số trường hợp cấp bách á. Vậy cũng xứng đáng á. Hơi tốn công ra đây nhưng mà được trái táo. Chuyến đi khám phá địa ngục này chắc bộ thương nhất là trái táo này ha. Còn mấy cái khác thì mình thấy nó cũng ở mức bình thường à, không có gì gọi là xịn lắm. Nhưng mà thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Và trong thời gian sắp tới thì chắc mình sẽ có một vài cái máy farm nữa để phục vụ cho mình trong cái công việc kiếm thêm ngọc lục bảo á. Chứ mỗi lần mình muốn thu hoạch mía như vậy nè, mất khá nhiều thời gian luôn. Hoặc là nấu kiến cũng vậy, tốn rất là lâu ha. Nên sắp tới sẽ có một vài cái máy farm để giải quyết những cái vấn đề đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye.